Trên những cái chuyến bay mà bị cáo tổ chức ấy, có một chuyến bay để có 240 chỗ. Trong đó có khoảng tầm trung bình là khoảng tầm 10 cái hũ cho cốt được mang về trên những chuyến bay đấy. Vậy lúc bị cáo hỏi anh Cường là, anh Tuấn là tại sao lại từ chối, à lại không cấp phép cho văn bản của bên em, thì nói rằng thấy cục lãnh sự nói với bị cáo rằng là bên đó nói là chưa có sự cấp thiết. Vậy bị cáo hỏi rằng trong cái lúc dịch bệnh đấy, trong khi cả thế giới đang hoảng loạn đấy, thế nào là cấp thiết? Lưu vào trong hồ sơ của bị cáo ấy thì Chiều ngày 20 tháng 7 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục cho các luật sư và bị cáo khối doanh nghiệp trong vụ án chuyến bay giải cứu bào chữa và tự bào chữa. Trong vụ án chuyến bay giải cứu này, bị cáo Trần Thị Mai Sa, giám đốc công ty Master Life, bị cáo buộc đã liên hệ, đặt vấn đề và đưa hối lộ cho 8 người trong 19 lần với số tiền 8,1 tỷ đồng. Bà Sa bị đề nghị mức án 4 đến 5 năm tù. Trình bày tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Mai Sa cho hay hành vi vi phạm của mình bắt đầu từ chuyến bay đầu tiên vào tháng 6 năm 2021 và xuất phát từ việc hai chuyến bay trước đó doanh nghiệp mình đề xuất bị từ chối. Điều này làm bị cáo rất ấm ức. Nó xuất phát từ cái nguyên nhân, nó rất cụ thể ở trong hồ sơ là cái có một cái văn bản từ chối của Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an trong hai cái chuyến bay đầu tiên mà Cục lãnh sự đã gửi công văn chấp thuận, công văn đồng ý đối với các bộ, trong đấy có bốn bộ thì ba bộ đã đồng ý, còn một bộ là chưa đồng ý. Và bị cáo trong lúc đó bị cáo rất là sốt ruột và bị cáo nói rằng là thế bây giờ tháng 4 bị cáo đã không đủ chuyến bay rồi, đã bị mất tiền rồi, đã phải bán nhà để mua lại chuyến bay khác rồi. Nhưng đến thời điểm này, cách 2 ngày trước khi bay mà lại tiếp tục diễn ra điều đó, thì bị cáo rất lo lắng. Và trong khi đó thì bị cáo gọi điện cho lên phòng bảo hộ công dân của Cục lãnh sự, thì có trả lời bị cáo rằng là có một chút vướng mắc bên Bộ Công an, em sang đó xem như thế nào. Thì khi đó là bị cáo có thực sự run, rất run, bởi vì bị cáo đã như chim ngã mà sợ cành cong rồi ấy. Bị cáo rất sợ một lần nữa vì bị cáo không còn nhà để bán nữa. Bà Sa cũng cho biết bà rất ấm ức vì khi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh A08 Bộ Công an gặp bị cáo Vũ Sĩ Cường, cựu cán bộ phòng tham mưu A08, bị cáo Cường đã cho bà Sa biết nguyên nhân mà mình bị từ chối. Một cái lý do như vậy, thật sự luôn, trong lòng bị cáo rất ấm ức và bị cáo cảm thấy rằng là gì? Đó là những cái thứ mà mình cảm thấy rằng là mình đang làm những điều rất là tốt. Mình đang làm những cái mang tính chất theo chủ trương nhân đạo của nhà nước mà tại sao mình lại bị từ chối bởi vì một cái lý do là vì sếp không biết doanh nghiệp em là ai cả. Để tránh chim ngã gặp cành cong, bị cáo Sa làm việc với Vũ Sĩ Cường và được gợi ý nên làm việc theo cơ chế cảm ơn, nếu không kịp thì sẽ khó lắm. Nhận thấy mình đang là người phụ thuộc, bà Sa cho rằng đã không còn sự lựa chọn nào khác, buộc phải đi xoay tiền để đáp ứng. Đó là văn bản đã bị từ chối. Thật sự luôn, đứng trước đây nhưng bị cáo rất giận, giận lắm. Giận Cục lãnh sự đó, là cơ quan chủ trì tại sao để cho bị cáo rơi vào cái hoàn cảnh đó. Và đến ngày hôm nay là nguyên nhân dẫn đến một loạt các sai phạm của bị cáo là cái hành vi đưa tiền cho các cán bộ trong một cái gọi là cái vô thức. Bị cáo không cảm nhận được cái điều đó. Bị cáo chưa không có cái ý thức về cái việc đấy. Nhưng vì cái lần đầu tiên đã ép phải đưa rồi, thế thì lần sau cứ thế mà phải đưa thôi. Nó như một cái thông lệ. Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Sa đồng tình với tội danh và 3 tình tiết giảm nhẹ đối với thân chủ theo cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, luật sư vẫn mong hội đồng xét xử xem xét thấu đáo những tình tiết khác để giảm nhẹ cho thân chủ, đề nghị án tù nhưng cho hưởng án treo. Theo luật sư, thời điểm dịch bệnh căng thẳng, đáp ứng lời kêu gọi của nhà nước về việc huy động sức người sức của để đưa công dân về nước, bà Sa đã làm thủ tục xin cấp phép tổ chức cái chuyến bay combo nhưng gặp muôn vàn khó khăn. Phiên xét xử đại án chuyến bay giải cứu chiều ngày 20 tháng 7 kết thúc sớm. Hội đồng xét xử thông báo 8 giờ sáng ngày 21 tháng 7 sẽ tiếp tục làm việc với phần viện kiểm sát đối đáp lại những quan điểm bào chữa của luật sư cũng như các bị cáo.